vào trong biển học cõi mênh mông, chuyên cần cố gắng đến thành công, vang danh hiếu học con dân Việt, truyền thống văn minh giống Lạc Hồng. Những câu thơ này ý muốn đề cao sự khổ luyện thành tài của các võ sĩ. Việc khổ luyện giúp những người học võ có thể phát triển mạnh mẽ về thể chất, trở thành những chàng trai, cô gái có ý chí, kỷ luật tốt để vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống. Chỉ cần nhìn vào sự điêu luyện uyển chuyển của những người biểu diễn bài múa lân trên Mai Hoa Thung, chúng ta có thể cảm nhận và đánh giá được trình độ và sự khổ luyện đối với loại hình nghệ thuật này. Bởi chỉ cần đôi chút mất tập trung hoặc kết hợp không hài hòa với tiếng trống thì tai nạn là điều khó tránh khỏi. Chính sự dày công tập luyện, những màn nhảy điêu luyện, ngoạn mục đã tạo nên sức hấp dẫn cho múa lân trên Mai Hoa Thung. Trong võ thuật cũng vậy, hình ảnh các võ sư biểu diễn những tiết mục nội công luôn đem đến cho người xem sự hồi hộp, lo lắng, bởi đó là những hình ảnh khó tin nhưng có thật, rất đỗi phi thường. Để có được màn biểu diễn khí công, nội công điều luyện ấy, chính là sự khổ luyện, ý chí và niềm đam mê đặc biệt của người tập đối với bộ môn này. Tất cả những thầy trò chúng tôi mà để thành công được trong võ thuật thì hầu như chúng tôi ăn trên sàn tập, ngủ trên sàn tập và thức dậy cũng trên sàn tập. Khổ luyện thành tài, miệt mài thành giỏi. Đó là một cái câu thành ngữ mà đã quá quen thuộc với tất cả mọi người khi nói về sự thành công ở trong bất kỳ một lĩnh vực nào. Đặc biệt về môn võ thì nó cũng lại giống như ba môn thể thao khác, tức là không nặng lý thuyết xuống. Có những phương pháp mà thầy chỉ truyền dạy có 5 phút nhưng mà phải luyện cả một đời. Không có cái gì bằng sự khổ luyện cả. Chúng ta càng tập luyện nhiều, càng khổ luyện nhiều thì chúng ta tập đưa các đòn thế kỹ thuật chúng ta nó trở thành một gì là thành một cái phản xạ tự nhiên, thành một cái bản năng. Khi đối phương ra đòn cái là lập tức chúng ta có thể biết tránh né hay chúng ta tấn công lại đối phương để hóa giải các cái đòn thế đó. Thì đấy là cái quá trình chúng ta khổ luyện thì chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu đó. Trong cuộc sống, chúng ta cần phải không ngừng nỗ lực, ra sức học tập, rèn luyện để có được đức và tài. Trong lĩnh vực võ thuật, các võ sư luôn đặt ra yêu cầu đối với các học trò của mình là sự miệt mài khổ luyện với phương châm khổ luyện thành tài, miệt mài thành giỏi. Điều này đã trở nên gần gũi với các võ sinh ngay từ khi các em còn nhỏ, để các em luôn cố gắng rèn luyện đức tính nhẫn nại, kiên trì, chịu khó để hướng tới thành công, và đó cũng chính là thứ hành trang cần thiết để sau này các em tự tin bước vào đời. Võ thuật đòi hỏi sự tập trung cao độ trong từng động tác kỹ thuật, từ đó rèn luyện cho trẻ cách tập trung vào mục tiêu đã đề ra và đạt được mục tiêu đó thông qua tập luyện. Với các bài tập ở nhiều mức độ khác nhau, sẽ đặt ra thử thách, mục tiêu để trẻ chứng minh khả năng và vượt qua thử thách, đạt được từng bước thành công. Chính vì vậy, võ thuật là một trong những môn thể thao hữu ích với trẻ nhỏ, giúp các em rèn luyện các bài học về đức tính, sự mạnh mẽ, tự tin để trở thành người có ích cho xã hội. Nên thời xa xưa thì cha ông ta chú trọng luyện nhiều những môn binh khí có tính chất sát thương cao, nặng cái tính chiến đấu của một cõi. Ngày nay thì mục đích chính của võ thuật thì lại là rèn luyện cơ thể, cường thân thì mẫn trí. Cho nên những người mà thích biểu diễn thì hay tập các bài thảo bộ, binh khí hoặc là quyền tay không. Còn những người mà thích cảm giác mạnh hơn là đấu võ đài. Dù luyện tập như thế nào ở nhà nhưng mà khi lên đài thì vẫn phải đánh theo luật như bất kỳ một môn thể thao nào khác. Ngày xưa thì tất cả những người tập võ thì phần lớn là chúng ta thiếu rất là nhiều các cái trang thiết bị tập luyện. Chính vì vậy mà hoàn toàn chúng ta tự chế để chúng ta làm sao có được những cái thiết bị để chúng ta tập luyện. Còn ngày nay tất cả mọi thứ nó đều phát triển, nên những người tập luyện võ bây giờ là có đầy đủ các cái trang thiết bị để tập luyện, giúp cho chúng ta tăng cái thể lực cũng như cái sự phản xạ nhanh nhẹn, hay là những cái thiết bị tập để làm sao để cho chúng ta ra được những cái đòn nó hiệu quả nhất. Do cái nhu cầu cuộc sống tốt hơn cho nên là chính vì vậy mà những cái phòng tập tương đối đầy đủ và hoàn hảo về thiết bị cũng như dụng cụ tập luyện và thời gian tập luyện, cái phong cách tập luyện nữa. Chính vì vậy mà nghiệp vụ sư phạm cải tiến hơn để cho nó phù hợp với cái cách tập luyện bây giờ. Học võ giống như bất cứ một môn thể thao nào, dù học không phải để thi đấu mà đơn giản là để rèn luyện sức khỏe, tự vệ khi gặp tình huống khó khăn. Là một người học võ, để đạt được trình độ cao
thì chúng ta cần rèn luyện 5 tố chất cần có của người học võ, qua đó học được nhiều đức tính quý báu. Do vậy, võ thuật được coi là một phương thức rèn luyện nâng cao sức khỏe, cần được hun đúc và gìn giữ truyền thống thượng võ của dân tộc Việt Nam. Sinh ra thì chúng ta đều xuất phát từ số 0, ai cũng giống ai cả. Và có thể chúng ta chỉ hơn nhau về gì? Chúng ta chỉ hơn nhau về năng khiếu, chúng ta chỉ hơn nhau về thể lực thôi. Thế còn ngoài ra thì chúng ta muốn trở thành một người có cái kiến thức thật sự, mọi người đánh giá là giỏi thật sự, thì chúng ta cần phải miệt mài, dành hết cái thời gian tâm huyết cho nó thì chúng ta mới có thể trở thành một người giỏi thật sự được. Bởi vì không cái gì mà tự nhiên mà có cả, đều phải là rèn luyện mới lên ạ. Anh hùng áo nâu quang trung đã đứng danh dừng bước giặc thù, giữ gìn núi sông thân yêu đã một lần thống nhất Việt Nam. Ơi quê hương ta, quê hương Việt Nam kiêu hùng, ơi nhân dân ta, nhân dân Việt Nam anh hùng, một lòng chí trai làm nhi hào hùng nữ nhi oai nghi. Khi mà chúng ta rèn luyện thì chúng ta cần phải có những cái kỹ năng, phải từng bước rèn luyện từ những người có kinh nghiệm, những sư phụ chỉ giáo cho chúng ta để chúng ta biết bắt đầu từ đâu và chúng ta biết là cái đích đến của cái bài tập, cái môn tập đó là gì. Mọi người phải công nhận đó là những cái công phu mà rất ít người có thể thành công được trên con đường võ thuật. Vì vậy, đã là công phu thì phải khổ luyện, phải rèn luyện thật sự là nghiêm túc. Và đương nhiên là khi mà đến được với công phu thì không phải là ai cũng đến được, có những người thầy rèn luyện võ cả đời nhưng về công phu, về những cái công năng đặc dị thì cũng chưa thể đạt đến được. Nếu nói một tố chất đặc biệt về mặt thể chất thì không cần, bất kỳ một người bình thường nào cũng có thể luyện thành công, nhưng buộc phải có hai yếu tố sau. Thứ nhất là phải có duyên gặp được đúng người thầy giỏi, vì có câu là võ nghiệp tùy duyên. Thứ hai là bản thân phải đam mê đến cái độ mà dám hy sinh những lợi ích hay những niềm vui khác để tập trung vào cái mục tiêu mình đã xác định. Có một câu rất là hay là nếu bạn muốn trở thành một con sư tử thì bạn không thể tập luyện như một con vịt. Anh hùng nữ nhi Trưng Vương đã vì dân vì nước diệt thù, bảo tồn võ công oai danh, võ cổ truyền tổ quốc Việt Nam. Đạt được đến những cái trình độ mang tính tuyệt kỹ về công phu thì đương nhiên là chúng ta cần phải có thời gian. Nhưng về cái thời gian cố định thì nó sẽ không nhất thiết là phải là thời gian bao lâu. Bởi vì có những người thì rèn luyện 5 năm, 7 năm, 10 năm thì người ta cũng đã có thể sở hữu những cái tuyệt kỹ công phu rồi. Tập luyện một công phu để đạt được đến một thành tựu nhất định thì cũng phải từ 10 năm. Đó là ngày nào cũng tập. Tuy nhiên, người tập phải nắm vững những kiến thức về khoa học thể thao để khoảng cách giữa hai buổi tập làm sao có đủ thời gian để hồi phục. Còn nếu chỉ dùng ý chí để chỉ đạo sự tập luyện thì chắc chắn là sẽ dẫn đến chấn thương rồi sẽ phải bỏ cuộc giữa chừng. Với công phu tuyệt đỉnh, võ sư Nguyễn Tần Văn đã biểu diễn tiết mục Thiên Cân Trụy tại nhiều sự kiện võ thuật lớn. Đó là những màn nội công đặc dị để đời, đòi hỏi quá trình công phu khổ luyện hàng chục năm mới thể hiện được. Mỗi khi xuất hiện ở đâu, võ sư Tân Văn cũng nhận được sự ngưỡng mộ của khán giả về khả năng chịu đựng và sức mạnh nội lực siêu phàm. Tân Văn chính là chuyển nhân, người học trò xuất sắc của huyền thoại võ lâm, đại võ sư Hà Châu, người đã thiết lập kỷ lục Guinness khi cho một chiếc xe lu nặng hơn 12 tấn chạy qua người. Thiên Cân Trụy thì là một môn nội công trong võ thuật, với mục đích là làm cho người tập luyện có sức chịu đựng tốt hơn để bảo vệ cơ thể trước những tác động ngoại lực từ bên ngoài. Môn nội công này là cũng đã gắn với danh hiệu đại lực sĩ quốc tế của thầy tôi là võ sư Hà Châu.
với màn biểu diễn cello cán qua người đã vang danh khắp thế giới, đến mức độ là bạn bè quốc tế năm châu còn gọi ông là người ngoài hành tinh. Những người mới tập luyện nội công có độ nguy hiểm cao hơn, bởi nếu người tập không biết nghe ngóng những thay đổi nhỏ nhất từ cơ thể mình sau mỗi buổi tập để điều chỉnh cái cường độ hay là khối lượng tập thì rất dễ bị chấn thương. Như bản thân tôi đây cũng đã từng bị chấn thương mà phải nghỉ vài tháng thì quay lại tiếp tục tập được. Nhưng mà có điều là những lần chấn thương như vậy thì nó sẽ giống như một sự nhắc nhở, một sự cảnh báo để sau đó tập luyện phù hợp hơn, chứ không thể làm cho ta lùi bước, và đó cũng chính là nguyên nhân để dẫn đến những thành công về sau này. Trong suốt 15 năm dòng dã khổ luyện, dưới sự chỉ dạy tận tình của thầy, võ sư Tân Văn đã học được hầu hết thập bát bản võ nghệ, đạt trình độ cao về nội công và ngoại công, nên có thể dùng tay chẻ đá, xé gỗ hoặc cho xe lớn cán qua thân thể một cách tự nhiên, đồng thời tinh thông các bài quyền và binh khí của môn phái Nam Hồng Quyền. Có rất là nhiều các cái tiết mục mà khi chúng ta tập luyện nội công mà chúng ta thành công rồi, chúng ta có thể đều có thể làm được. Ví dụ như là chúng ta có thể từ ở trên cao nhảy xuống, đi bằng chân không, chúng ta trên cái độ cao khoảng 1,5m, 2m nhảy xuống cả một cái đống thủy tinh sắc nhọn ở bên dưới mà chân chúng ta không bị làm sao cả. Hay là chúng ta để cả những cái cánh tay của chúng ta trên những cái quả dừa cứng như thế và cho dùng cả một cái tảng đá to để chúng ta ném thẳng lên tay mà vỡ cái quả dừa, những cánh tay chúng ta không làm sao cả. Hay là ví dụ chúng ta có những tiết mục mà chúng ta dùng cái cổ chúng ta để quấn dây thép, thì chúng ta biết đấy, trong cái vùng cổ chúng ta nó có những cái huyệt đạo rất là nguy hiểm, cũng như là chúng ta có hai cái tĩnh mạch chủ, nếu mà chúng ta dùng tay chúng ta bóp mạnh vào đấy thì chúng ta có thể gây ngạt thở là chết. Cái quá trình chúng ta tập luyện về nội công, chúng ta có thể dùng cả cái cổ của mình, tức là chúng ta đưa khí lên trên cái vùng cổ của chúng ta để giữ làm sao đấy là cho cả một cái dây thép nó cứng như vậy, nó quấn chặt vào cổ của mình nhưng nó không gây ra ngạt thở. Chúng ta vẫn có thể thở được, vẫn có đủ oxy, vẫn có để máu lên trên não của chúng ta và chúng ta vẫn thở bình thường. Thì đấy là một trong cái quá trình là cái sự kỳ diệu của khí công và nội công, nó giúp cho chúng ta đấy là đạt được đến những cái thành tựu kiểu như thế. Đúng là bây giờ số người theo tập các môn công phu thì rất là ít. Muốn bảo tồn những tinh hoa đặc dị này thì không phụ thuộc vào ý chí của một cá nhân, dòng họ hay là của một môn phái nào hết, mà tôi nghĩ là cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng quản lý cấp cao nhất của cái ngành văn hóa thể thao. Tại sao chúng tôi thường xuyên có thể xảy ra những cái tai nạn như vậy, nhưng ngược lại chúng tôi vẫn đam mê tập luyện? Bởi vì ở võ nó có những cái rất là hay, bởi vì không phải võ là chúng ta chỉ có đấm có đá, mà ở đây nó giúp cho chúng ta thì có được một cái tình cảm đặc biệt, ý thức được cái trách nhiệm của mình đối với cả cộng đồng, đối với cả xã hội, cũng như là gì, cái đạo đức của con người chúng ta hướng đến những cái điều tốt đẹp nhất. Đam mê chinh phục những cái nấc thang mà rất ít người khác có thể làm được, mà mình đang trên con đường chinh phục đó. Chính vì vậy mà cái đích của mình còn ở phía trước thì mình vẫn còn tập luyện, và chỉ trừ khi mình không thể thôi. Với những đam mê, miệt mài khổ luyện, tiết mục biểu diễn công phu Thiên Cân Trụy cho xe ô tô 16 chỗ chèn qua người của võ sư Tân Văn đã thiết lập kỷ lục Guinness Việt Nam và được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao tặng bằng khen với những đóng góp vào sứ mệnh mang tinh hoa Việt Nam ra thế giới, lập nên các giá trị mới, đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước. Khi được xác nhận là mình đã lập kỷ lục Việt Nam thì tôi rất là vui, vì mình nghĩ rằng đã không phụ công của thầy nhiều năm tâm huyết chỉ bảo, nhưng mà cũng có những nỗi buồn vì thầy không còn nữa, để chứng kiến học trò của mình cũng phần nào giữ được những tinh hoa của môn phái và truyền cái lửa đam mê cho những học trò đang theo học. Tôi thì luôn có niềm tin là trong số các học trò đam mê sẽ có em vượt qua được mọi khó khăn để chinh phục những đỉnh cao mà tôi đã thiết lập, và thậm chí là còn vượt qua, vì cái dòng máu Lạc Hồng luôn cuộn chảy trong mỗi con người dân đất Việt, và nhân tài thì thời nào cũng có.